giờ thì tất cả đang đến để đều đi để đồng hành cùng với sư Minh Tuệ. Quá sức ha. Rồi, đây có sự kiện gì đông đông đây? Đây là mọi người đến để chuẩn bị cùng với thầy để đồng hành. Bây giờ thầy đang dùng bữa. Dạ, thầy ở những cái nơi cũng như ngủ đêm hôm rồi thành hậu ngủ đây nè quý vị. Rồi đêm hôm rồi thành hậu ngủ đây. Đây là một cái ngôi nhà quan ít không có người ở đây. Dạ, khuôn viên cũng rất là rộng. Cho nên thầy ở đây. Dạ, để có một vị thầy. Còn đến càng lúc càng đông để chuẩn bị cùng đồng hành với sư. Thì những đi xe Honda, xe gắn máy, xe ô tô. Dạ, giờ này thì thầy đang dùng bữa sáng cho nên anh em phải đi ra ngoài để đợi thầy dùng xong. Và sau đó thì sẽ chuẩn bị đồng hành khởi hành là 7 giờ quý vị. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa sư huynh. Thì thành hậu và thành luân được đến thành phố Vinh và sau đó đến đây để cùng để tìm hiểu với thầy Minh Tuệ tại ở miền Tây. Thì được biết qua thầy là bên những cái YouTube mà thôi. Nhưng bên cạnh YouTube thì có rất là nhiều những cái trái chiều. Đúng rồi. Thứ nhất thì sư huynh là đi theo thầy được mấy ngày rồi sư huynh? Mình thì đi theo được 2 ngày rồi. 2 ngày rồi. Đấy, dạ. Thì cũng đi 2 ngày mà cũng đi sát với thầy thì còn đi đến lúc nào mình dừng thì mình chưa biết. Dạ, dạ. Cái điều thêm nữa là cũng có một số người nói thầy nhận tiền này kia của mọi người ta cúng đó, sư huynh đi sát thầy có thấy những cái đấy là toàn hoàn toàn bịa đặt hết rồi. Tại mình đi cùng sát với thầy đây là thầy không nhận một bất kể về cái vật chất là tiền bạc hay cái gì. Từ bao nhiêu năm nay là thầy không nhận. Yeah. Thì mình cũng hôm qua cũng thấy là anh em đưa tải một vài video lên là bảo là có thầy nào mới nhận tiền. Đấy là bị sai hoàn toàn. Mà đây là thầy cũng chưa nhận đệ tử nào hết. Yeah. Mình đi sát thầy là mình biết là thầy vẫn bảo là tùy tâm. Từ ai theo được là cứ thể còn có tâm là theo với thầy, đi đồng hành cùng thầy, học hỏi cùng thầy, cùng học tu thầy, cùng tu học thầy. Còn không có đến người mệt mà không đi được là tự do, còn thầy cũng chưa nhận đệ tử. Thế là nhiều người cứ hiểu lầm là kiểu có ekip đào dựng đằng sau này, rồi có đoàn thể là không có hết. Mình là người Phật tử tự tại gia đoàn hoàng, tự mình đi theo từ Hà Nội về đây, hai vợ chồng nhà mình. Rồi xong lại gặp riêng lành, lại gặp thêm bốn mấy chị em, anh em nữa. Yeah. Tập trung là sát cánh bên thầy, lúc nào không có đoàn thể gì hết. Yeah. Đấy. Tức là những người mà đi theo thầy là những người đó theo huynh thấy là có bà con gì không? Không, là... không họ hàng, không quen biết, không bà con, không gì hết mà hữu duyên là gặp lại, gặp là đi theo thầy thôi. Kể cả các thầy theo thầy của bây giờ cũng thế. Dạ. Yeah. Những người dẫn đường rồi nó tóm lại là giữ an ninh đó là giữ an ninh thì bây giờ là tình nguyện. Cũng tình nguyện đấy, là tình nguyện thấy khâm phục cái tu tập của thầy để đến hỗ trợ duyên với thầy. Là tự tập kể cả các chú công an dẹp giao thông đây cũng tự tự hết. Yeah. Cũng tự tự tự
duyên, chứ không bảo là được sắp xếp hay là bảo là quen biết trước hay gì cả. Đi mỗi nơi đâu phải là đi một thầy đi đâu hay là một điểm đâu, cứ đi qua địa tỉnh này đến tỉnh khác làm sao quen được biết hết như thế, sắp xếp hết được như thế. Toàn cái gì nó hữu duyên, thầy toàn tự tùy duyên hết. Thậm chí nhiều lúc thì thầy muốn nghỉ trưa chẳng hạn, chưa đủ duyên cái chỗ này, thầy vòng vào rồi nhưng mà thầy lại quay ra luôn, lại đi tiếp. Mà trong khi đó thì rất đã mệt là rất muốn nghỉ rồi, Phật tử cũng rất muốn nghỉ rồi, nhưng mà không, chưa đủ duyên lại đi tiếp, đến đủ duyên lại nghỉ. Rồi thầy nghĩ thầy có vào nhà dân hay hoặc là nghỉ những nơi nào chưa anh? À không, thầy thì từ không phải bây giờ là lần đầu, mà thầy lần này là lần thứ 6 đi xuyên Việt rồi, đi hết các tỉnh thành Việt Nam mà không ngủ ra nhà dân, mà không ngủ chùa, chỉ ngủ nghĩa trang, nhà hoang, gốc cây thôi. Chứ không làm ảnh hưởng đến vào nhà dân xin ngủ hay là lên vào chùa chiếc hoặc là chùa, tại vì thầy đi tu theo hạnh 13 hạnh đầu đà mà nó khắc nghiệt lắm. Thế khó nhất trong các cái hạnh tu. Đấy là cái mình anh em như huynh đệ mình, anh em huynh đệ mình là đã cũng trải qua tu tập học về đạo Phật, là anh em mình hiểu được các cái thầy chọn nó là một cái mức khó nhất, khó ít người làm được. Thế cho nên là bây giờ nhiều như sáng nay ông kia mà chả cả thế giới mới có 3 người, là hai vị kia là đã thành Phật rồi, mà bây giờ đến lượt vị là thầy Thích Minh Tuệ mình nữa. Còn nhiều người lại bỏ, nhiều thậm chí bản thân mình thế, đi cùng thầy nhiều người lại hỏi mình là anh ơi, thế thì đi thầy đi như này thì được cái ích lợi gì? Thì phải, nếu mà muốn hiểu được ích lợi gì thì phải tu giống kiểu anh em mình đi thì sẽ hiểu được ích lợi gì. Đi này là để tu tâm sửa tính, giải nghiệp. Đấy, mình đi là mình hỗ trợ. Thế là mới nhiều Phật tử đi theo như thế. Đi được đoạn đường nào đi, mặc dù các bà 70-80 tuổi bỏ, ước mơ gì tôi trẻ thêm vài chục tuổi để đồng hành với thầy. Đấy, nó là như thế. Còn bây giờ hỏi tu để được gì thì trả lời nó khó. Xong lại đêm lại hỏi thế thầy ngủ thế kia. Mình nếu mà người trần mắt thịt thì là nhìn như thế tưởng là thầy ngủ. Nhưng mà không phải, đấy là thầy đang nhập định, thầy đang đi gặp tất các cõi trời. Tại vì là anh em là tu được 7 năm mà bây giờ em ngồi thiền định là định được 2 tiếng. Là em đã có thể bước ra khỏi cái quả đất này, trái để đến một điểm khác, đấy là mức có 2 tiếng. Đằng này thầy 10 tiếng. Là thành Phật hơn gì nữa. Đúng không? Anh em mình đấy tu mấy 7-8 năm mới học được, mới ngồi được thiền bát già đầy đủ giống như các thầy, là căng nhất mới được 2 tiếng. Thì là cũng gọi là đã đi bước chân vào đạo rồi. Đấy, còn đâu vấn đề thì bây giờ phải, nếu mà các người mà đấy, nhiều người là Phật tử mà lại hỏi như thế thì tất nhiên đấy là tu không đúng nơi, đúng chỗ, không tìm hiểu tự tu để làm sao, tu để tu dưỡng bản thân mình, tĩnh tâm mình thì tự nhiên trí tuệ mình tinh ra. Sinh ra thì mình mới nhìn các cái mọi việc nó mới đúng cái đường chiều thẳng được. Còn không là không có trí tuệ thì cứ nhìn đường vòng thôi, vòng vèo. Đấy, và rồi thầy đi trên đoạn đường đó cũng có người ta đồn nói là thầy đi xe đó, là quên thấy không, thầy đi xe không? Trên kể cả mời, giống bản thân em gặp rồi. Rất nhiều Phật tử mời em đi lên xe nhưng mà em không đi. Tại hôm trước là em đi, hai hôm trước là một mình em để đi gặp thầy. Gặp rất nhiều các người tốt vào mời lên, đi đến đâu em chở. Không, anh đã phát nguyện đi bộ kinh hành thì em phải đi, lúc nào mệt không đi được thì ngồi gốc cây nghỉ dưới đường. Mệt phải đi. Còn chính thức là nếu mà để mà gặp đi với cả thầy là em đi được 4 ngày rồi, nhưng mà để gặp thầy là mới được gặp hai lần 2 ngày, tại vì hai ngày trước là em đi đuổi theo thầy không kịp, là một mình em cứ thế đi, em đi hai một đêm một ngày là 100 cây số đi bộ. Thế em biết là cái sức kiểu mình có cái quyết tâm nó như là mà về đấy ngày. Xong về bắt đầu mới lại đi rủ vợ đi tiếp. cái cảm nhận như thế nào mà anh mới đi theo thầy, đối với cái tâm của anh đó? Nói chung là nó khó, nó mình đã có cái tâm lành rồi, thứ nhất mình cũng để đi, mình còn học cái đức hạnh của thầy, là nhờ cái đức hạnh của thầy xong là mình gặp được thầy, nó cũng thành ra nó làm cho cái tâm của mình nó lại càng thành thơi nữa, càng tĩnh lặng nữa, thì đối với sức khỏe các cái bước chân của mình nó như kiểu nó là chuyện vô thường, bình thường.
Nhưng mà trước đây nếu mà mình không biết được tu tập thì mình nghĩ nó là khó khăn. Nhưng mà cuối cùng mình không tưởng nó là con người mình, nó là phi thường. Chỉ riêng mà mình biết cách tu tập để nó khai thác hết các cái trí, các cái còn đang chìm ẩn ở trong bản chất của con người mình, trong cái tâm ý thức của mình. Đấy. Cái thời gian mà mình đi theo thầy đó, cái mình có thấy mệt mỏi hay hoặc là một cái cảm nhận mình mà được đi sát thầy nó như thế nào hả sư huynh? Nói chung là em cứ được đi sát thầy thì nó cảm thấy nó không có cái mệt mỏi. Thậm chí cái túi này của em nó như kiểu chỉ gọi là đặt nó để cái lấy một cái điểm tựa, nó tẫn lên cỡ như thế. Thế là em đi đấy, đi tốc độ ngang với thầy luôn, cùng thầy. Mà người em rất nhỏ bé yếu, ai nhìn vào là bé ấy, làm sao có sức khỏe mà đi, nhất là bà xã của em sợ em thế nọ, ăn cũng ăn chay, ăn một bữa, kể cả em ăn cũng học thầy em ăn một bữa cũng được. Đây bà xã vô luôn, đi được mấy ngày rồi, chị vô luôn. Đây. Dạ, con cũng đi được 2 ngày rồi ạ. Dạ, mà chị đi 2 ngày rồi, có mệt mỏi hay cảm nhận sao? Lúc đầu thì con cũng nghĩ là con không thể đi nổi, nhưng mà con càng đi con càng thấy khỏe ra. Dạ. Vâng. Thì đó. Dạ. Dạ. Rồi xin chân thành cảm ơn. Và thêm nữa là đối với đạo Phật thì có xuất gia và tại gia. Nhưng mà xuất gia thì có bên tiểu thừa và đại thừa, gọi là đạo Phật Nguyên Thủy. Thì đạo Phật Nguyên Thủy thì Phật tử cúng cái gì thì vị sư đó dùng cái đấy. Đúng còn rồi. Riêng với thầy Minh Tuệ thì như thế nào? Tức là nếu mà để mà nói thầy Minh Tuệ là đấy thì mình cũng anh con nói rồi là đã chọn cái hạnh là khó khăn nhất. Cho nên là thầy đáng kể là cái hạnh đấy của thầy cũng không đến nỗi phải ăn chay, vẫn ăn mặn được. Tức là Phật tử cúng cái gì ăn cái đấy. Nhưng mà thầy phát nguyện thêm một cái, tự thầy phát nguyện là thầy ăn chay trường hoàn toàn. Đấy, là tự thầy phát nguyện như thế. Đấy là cũng mình cũng đi sát thầy là nghe được thầy nói chuyện với các hộ pháp của thầy. Là thầy thêm một cái, thầy phát nguyện ăn chay trường luôn. Ăn chay trường luôn. Đúng rồi, chỉ ai đi khất thực cho đồ ăn mặn là thầy không nhận. Tại vì nhận là thầy không dùng được, nó lãng phí. Là thầy từ chối luôn, chỉ nhận đồ ăn chay thôi. Thầy chỉ nhận là nước lọc là nhiều. Nước thì là buổi chiều thầy chỉ ăn một bữa thôi. Rồi, đấy, thầy chỉ dùng một bữa. Người ta cúng quá nhiều như vậy rồi làm sao? Cúng quá nhiều đấy là thầy, đến khi thầy thọ thực xong rồi là thầy lại phát lộc lại. Tất, thầy không có lấy một cái gì hết, không mang đi một cái gì hết. Thế chỉ mang một chai nước. Đúng rồi. Thầy chỉ mang thậm một chai nước ở trong cái bình bát đấy thôi. Hết uống hết, hoặc ai xin thì lại đổi cái chai nước đấy lại. Chứ thầy không để tích trữ qua đêm mà. Anh nói là thầy đã trải qua 6 lần đi như vậy là đi cũng đi từ cũng cứ từ Nam ra Bắc. Từ Sài Gòn ra Bắc. Xong lại đi hết các tỉnh miền Bắc, xong lại đi vào đây như đợt vừa rồi đã đi hết các tỉnh miền Bắc. Bắt đầu lại đi vào trong miền Nam vào. Bây giờ là thầy thấy đây bảo đi vào đằng Tây Nguyên. Thì chắc là cũng đi hết trong các tỉnh miền trong đi, xong lại quay ra đây tiếp. Tại vì bây giờ thầy đã phát nguyện đi như này là không có phải là trụ trì một chùa nào hết, mà cả đời thầy là chỉ lúc nào thầy không nhập niết bàn, không còn đi nữa thì lúc đấy là nhập niết bàn. Còn đã còn hơi sức là thầy vẫn đi coi như là hết năm này triền miên. Tại thầy đã phát nguyện chọn cái hạnh tu hạnh 13 và hạnh đầu đà đấy, là bắt buộc là phải đi đây đi đó. Đi đấy đường, nếu mà người không hiểu ấy thì nghĩ thầy đi làm gì, đi để gieo duyên để các người khổ đau, các chúng sinh không biết Phật pháp, không biết tu tập khổ đau thì thầy giảng pháp để chia sẻ cho, để mà tu tập để cho cũng lại thành Phật như thầy. Dạ. Phật ở trong tâm mình mà. Ai cũng tu tập đều thành Phật hết. Ta nói là sao, tại sao thầy không ở một nơi nào đó? Đúng rồi, đấy mà thầy đi chi để cho là đấy. Trở đủ đúng rồi. Công việc gì đó. Đúng. Nhưng mà đối với sư huynh thì đã cảm nhận được cái đi của thầy nó đúng. Rất đấy là nó ích. Nó rất là hữu ích, rất là kể cả như Phật tử đi theo đi cùng thầy cũng đi qua đến đâu đi được 500m hay là 100m ích lợi cực kỳ luôn. Đối với bản thân của huynh đi. Đấy, đối với bản thân của huynh. Đấy, nhiều người. Nói thẳng ra mình cũng buôn to bán lớn, làm ăn thất bại các kiểu. Đến khi từ khi biết tu thì nó sẽ là Phật pháp nó nhiệm màu lắm. Còn nếu mà không biết tu thì nói nó khó. Bệnh tật mình thế, đi lên viện không ra bệnh. Cuối cùng là mình tu cái nó hết tự nhiên, nó đi đâu tiêu tan đi đâu hết. Đấy. Uống chai nước lọc có khi nhịn chẳng còn đặt nặng. Mình tu làm sao? Tu không phải đến nỗi là đến nghĩ là trưa nay phải ăn gì, mà có cái gì mình ăn đấy. Vợ con dễ đối xử với mình. Đấy, có bà xã đây.
Dạ. Còn hồi xưa mình chưa biết tu ấy, ăn phải đòi hỏi cái này, không có cái này lại đòi hỏi cái kia. Dạ. Đấy, nhưng mà đến bây giờ kể cả có con bát canh hoặc là vài cái cọng rau cũng xong một bữa. Đấy, nó nhạc nhẹ mà vẫn khỏe bình thường. Dạ, quý quá. Dạ. Nắng mưa anh biết. Đấy, và các anh đi là biết nắng cỡ ngoài đường nó phải 4 mấy độ. Mặt nó đỏ chín đỏ lên nhưng mà đâu có mệt đâu. Mồ hôi ướt đầm đề đấy. Đấy, cứ thế này đi. Dạ, chân nước đều. Cái sư Minh Tạng đi đó có thể là nó giống như là Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia không? Đức Phật trước kia không anh? Nói mà để là dạ. Giống thì nó lại là nó thế thì mình bây học, giờ học theo cái nói như bọn kia. Anh như dạ. Như bọn em như mình bọn anh là chân là cũng có duyên đi. Thành đời thầy Phật Thích Ca nó là khác. Dạ. Còn đây thầy Thích Minh Tuệ này là tựa thân của Ma Ca Ca Diết là Phật Đầu Đà của Đức Phật. Dạ. Đấy là đi là cũng tu chọn cái cách tu mà hạnh 13 hạnh Đầu Đà. Thì bây giờ mình nhìn lại là cũng mình cũng cảm tưởng, càng nhìn thấy thầy Thích Minh Tuệ là mình nhìn thấy là cái hình bóng của thầy, của đệ tử, của Đức Phật Thích Ca. Thì mình sẽ nhìn thấy Phật Thích Ca, xong đến với Phật Ca Diếp thì là nó như thế. Còn để bảo là gọi thầy là Phật Thích Ca thì không có, không đúng. Tại vì Phật Thích Ca mình là tu thành đạo, bắt đầu mới đi khất thực để giảng đạo, giảng pháp cho. Mà cái thời của Đức Phật nó lại khác. Còn thời bây giờ nó khác, không phải cứ gì, cứ phải bắt mình mặc quần áo vá chằng vá đụp đâu. Tu bây giờ nó phải hiện đại, phải thay đổi. Tu có trí tuệ thì phải thay đổi. Thay đổi thì mới phù hợp với đất nước, mới phát triển được. Chứ không phải tu để đi thụt lùi. Ngày xưa cái Phật đã tắt đạo. Hôm nay em đã nói thế thôi, mẹ em mệt rồi. Em trả lời, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh chia sẻ nha. Rồi anh em còn hành trình còn dài. Dạ. Đây cả đoàn mình đi xe giao thông cũng dẹp đường không có gì. Rồi xe giao thông cũng xe giao thông công an cũng dẹp đường cho thầy luôn quý vị. Quá chèn lấn quá à quý vị. Mấy ngàn người luôn. Dạ, mọi người đứng hai bên đường để chào đón phái đoàn. Thầy đang đi tiến về Hà Tĩnh, còn 19 km nữa quý vị. Thì sáng là mình quên ăn luôn quý vị. Đi đây là mình chưa ăn luôn. Càng ngày càng đông phía sau mình đó thưa quý vị.
Đây quý vị thấy là phía sau nè, rất đông. Mau đi tới đâu thì mọi người đến để lễ bái và chiêm ngưỡng. Hàng mấy ngàn người quý vị, giao thông đứng chặn đường luôn. Đây là giao thông, hình ảnh giao thông đứng để chặn tất cả các nẻo đường. Nam Mô A Di Đà Phật. Phía trước còn phía sau là xe nè, đông không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đổ xô ra để chỉ ngắm nhìn thầy. Thầy đi là có những người này phải đi chạy theo không kịp đó quý vị. Càng ngày thì càng đông, mọi người đến. Dạ. Yeah.